Xin chào tất cả các bạn, mình Nhật Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Bên mình thì chuyên cung cấp đàn guitar cho những bạn mới tập chơi như những người đã biết chơi ở rất nhiều mức giá khác nhau, giá rẻ, giá tầm trung cho đến đàn guitar cao cấp, dao động từ 400 nghìn cho đến khoảng 4 triệu đồng. Và như các bạn thấy thì trên tay mình đây là hai cái đàn guitar. Hai cái này thì giá rẻ thôi, thời điểm bây giờ đang là đầu năm 2017 thì có giá là dưới 1 triệu, một cây là 800 và một cây là 850. Thì thực tế thì hai cái đàn này mình cũng đã có làm những clip giới thiệu rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình làm video này để mà so sánh giữa hai cái đàn này. Vì nhiều bạn sẽ thắc mắc là vậy 800 và 850 nhìn, các bạn nhìn thì có vẻ rất là giống nhau đúng không ạ? Thậm chí nó thực tế là giống nhau về cả về gỗ cũng như là về các cái thông số của nó. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi chi tiết hơn. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu lại một chút về cái đàn 800K. 800K đây. Thì với cái đàn này, mặt trước là gỗ thông, gỗ thịt, mặt sau là gỗ ép. Và cái đàn này có một phần gọi là chỉnh cần đàn, giúp chống cong cần. Và đây là dùng các cái ghim chốt thì nhìn trông rất là đẹp mắt. Tất nhiên rồi, khóa thì cũng không quá gì đặc sắc cả, thậm chí cả dây đàn nữa. Đó, bộ phận chỉnh cần đàn giúp là cho mình là khi cần đàn bị cong thì chỉnh thẳng được. Ok. Và cái đàn 850K này cũng hoàn toàn như vậy, mặt trước là thông, mặt sau lưng là ép. Có một điều khác biệt đó là cái sống lưng này rất là đẹp mắt. Và đây cũng là một cái sống lưng, nó làm cho cái giá thành sản phẩm nó hơi tăng lên một chút, khoảng như là 10-20K gì đó. Nhưng mà các bạn thì quan sát lại, đầu tiên các bạn nhìn cái nước sơn đàn 850K, các bạn nhìn thấy nó rất là bóng và cảm giác nó có một cái độ hơi sâu nhất định. Tất nhiên nó không được quá xịn rồi. Về mặt trước, tại sao lại có sự khác biệt này? Vì là các anh dùng đàn 850K thì gỗ của nó tốt, tức là cái mặt trước của nó chọn gỗ tốt hơn, nó gọn chọn những cái mặt sáng đẹp, nó làm đàn 850. Còn những cái đàn xấu, gỗ xấu hơn một chút thì sẽ làm cho đàn 800. Ở đây là sự khác biệt nên tại sao cái đàn 800 lại bị sơn màu, sơn pu này, vì là do cái mặt nó hơi xấu nên nó phải sơn. Đây các bạn nhìn đến những vết sẹo, nếu không sơn mà nhìn nó lộ thì có vẻ hơi bị xấu một chút. Đó, đấy là sự khác biệt. Còn hai cây này thì đều là đàn acoustic chuẩn, vì vậy là về kể cần đàn, kích thước cần, về các phím thì đều là chuẩn. Và các bạn có thể nhìn thấy là mặt phím cũng có độ cong nhất định, bởi vì cái 850K này sẽ nổi rõ hơn là cây đàn 800. Cái đàn 800 thì có vẻ nó không được cong cho lắm, thì cong này để các bạn đều biết rồi, để chạm này khi nó dễ hơn với những bạn đã đi chơi. Thì bây giờ mình sẽ đi về âm thanh của cây đàn này, vì là mình sẽ phải test cả hai âm thanh nên là thành ra là mình sẽ đánh nhanh hơn, không đánh dè dà chậm nữa như những video trước nữa. Nghe thấy thì có vẻ như là nó cũng, thực ra là nó cũng khác nhau, không quá nhiều thôi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì nó hơn nhau có 50.000 thôi, nhưng mà cây này đã mặt đẹp hơn, thậm chí cái đằng sau đẹp hơn và sơn đẹp hơn. Vì vậy thì âm thanh của nó thì cũng sẽ không thể nói là nó hay hơn tuyệt đối được. Đó, ok, các bạn cùng xem lại một chút về hai cái đằng này.
hai cái đàn này đều có chỉnh cần đấy các bạn, đều yên tâm là không phải lo lắng gì cả, cong cần không phải lo gì hết, và đều xuất xứ trong Sài Gòn, đều là hàng handmade, các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó. Và với hai cái này thì đàn dưới 1 triệu bên mình đều chế độ bảo hành là dưới 1 triệu thì là bảo hành 6 tháng, và với tất cả mọi vấn đề về gỗ của đàn. Đó, còn dây đứt thì bên mình sẽ thay, tất nhiên là tính phí rồi, còn khóa thì bảo hành trọn đời, đến lúc nào hỏng vẫn đàn đi thôi, vì thực sự nó cũng không bao giờ hỏng được đâu. Ok, còn nhân tiện đây thì mình cũng có một ít chút gọi là tâm tình với các bạn. Có nhiều bạn đến mua đàn với mình và hỏi rằng là tại sao bên mình đàn không tặng cái gì cả, đặc biệt là những cái đàn dưới 1 triệu. Thì mình cũng xin nói luôn là những cái đàn trên 1 triệu mình sẽ tặng cho các bạn bao da 3 lớp, chỉ giá là 150.000 trên thị trường có bán như vậy. Còn dưới 1 triệu thì tại sao mình không tặng, vì thực tế cả những cái đàn trên 1 triệu bên mình tặng bản chất là gì? Cái đàn, ví dụ cái đàn 1.3 triệu của bên mình thì bản chất của tặng đó là cái đàn nó chỉ đáng 1.2 triệu thôi, nhưng bên mình bán theo kiểu combo thì tặng, tức là thêm 100.000 nữa, và tức là bớt đi 50.000 cho một cái bao đàn và bớt đi thành 1.3 triệu và tặng cho các bạn thôi. Đấy là để các bạn hiểu. Còn những cái đàn này tại sao mình lại không làm như vậy, vì bây giờ một cái đàn này là 850.000 chẳng hạn, đến thời điểm hiện tại thì cộng thêm cái bao da chẳng hạn thì tự dưng nó thành 980 hoặc là 1 triệu. Thì bây giờ mình có thể mình các bạn, nhiều bạn thì lại không thích mua bao chẳng hạn, các bạn không thích mua bao đàn vì các bạn chỉ dùng treo ở nhà thôi đó. Thì tự dưng bây giờ có thể các bạn đang muốn mua một cái đàn tầm khoảng 800-850 chỉ cần đàn thôi, nhưng mà bây giờ mình lại để là 1 triệu, thì có thể nhiều bạn sẽ nản không muốn mua nữa, tại vì không biết rằng là trong 1 triệu đó đã có bao đàn rồi đó, hoặc các bạn không có nhu cầu thì lại trừ đi rồi mất công. Thành ra là bên mình sẽ không tặng là như vậy. Nên là, và còn một điều nữa, nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy là bên mình chỉ có đàn thôi, tất cả những phụ kiện khác bên mình đều phải nhập về để bán thôi. Vì vậy thì các bạn cũng chỉ là mua phụ kiện thôi, chứ bên mình không lấy đâu ra sản xuất được để mà tặng cho các bạn cả. Đấy, thì để các bạn hiểu và thông cảm vì tại sao bên mình thì đôi lúc thì trong vấn đề này bên mình hơi rõ ràng, tức là không mặc cả, không thương lượng và không tặng gì cả. Đó, nên là mong các bạn thông cảm. Còn khi nào có chương trình khuyến mại tặng thì bên mình sẽ thông báo ở trên các fanpage hoặc là như trên đặng bài viết của bên mình, thì các bạn sẽ chỉ khó theo dõi. Thì Facebook của mình có để trên màn hình, đó là Nam DA Nam Cách DAVID Cách Trần, Nam David Trần, và số điện thoại của mình là 01666966188 hoặc 0936984989. Mình có để hai bên màn hình rồi. Hoặc các bạn thể đến địa chỉ trực tiếp tại cơ sở chính, kho đàn của mình, đây chính là cơ sở chính, thì là số nhà 233 đường Hoàng Công Chất, ngay cầu Diễn, cách đó khoảng 400m thôi. Và nếu các bạn ở tỉnh xa đến thì đến bến xe Mỹ Đình và gọi điện cho mình, hoặc là hỏi thăm người dân ở đó thì đều biết ở chỗ cái đường của chỗ mình thôi, còn cửa hàng của mình họ có thể sẽ không biết đâu. Thì mình cũng đã để địa chỉ rồi, nhưng mà các bạn nào xem ở trên điện thoại thì sẽ không thấy những dòng chú thích này, hoặc nhiều bạn xem ở trên máy tính mà tắt chú thích đi thì cũng sẽ không hiển thị, nếu bạn sẽ không để ý thấy. Thì các bạn chịu khó, một là tua lại video mình để lấy thông tin liên lạc, hoặc là click vào cái nút hiển thị bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực sự là vì là giới thiệu một cây đàn nó ngắn hơn, thì hai cây đàn thì hơi dài dòng một chút, thì mong các bạn thông cảm. Nhưng vì nhiều bạn có thể ở xa, các bạn muốn nghe nhiều hơn, thì mong các bạn ở gần thì các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video giới thiệu những cây đàn tiếp theo. Xin chào các bạn.